đặt bàn thờ gia tiên chuẩn hợp phong thủy, cách chọn vị trí đặt bàn thờ gia tiên theo phong thủy, bàn thờ gia tiên thường được đặt ở một khu hoặc một phòng riêng. Vị trí bàn thờ cao, không bị các không gian sinh hoạt khác ảnh hưởng hay đè lên, để bày trí bàn thờ gia tiên hợp phong thủy thì gia chủ cần chú ý một số điều sau, không đặt bàn thờ nhìn ra hướng ngũ quỷ là các hướng, đông bắc, tây nam, không nên đặt bàn thờ ở hướng tây nam nhìn ra hướng đông bắc. Tránh để bàn thờ ở hướng Đông Bắc nhìn về hướng Tây Nam phía sau bàn thờ phải là bức tường vững chãi không được dựa vào tường kính hoặc cửa sổ nên để không gian phòng thờ thể hiện được sự tôn nghiêm lưu ý về màu sắc bàn thờ tránh các màu sặc sỡ chọn vị trí đặt bàn thờ đối diện với cửa ra vào và thỏa mãn về phương vị hướng đẹp thì là cách bài trí bàn thờ tốt nhất về phong thủy chọn hướng đặt bàn thờ gia tiên theo tuổi gia chủ khi chọn vị trí và hướng đặt bàn thờ gia tiên thì nên quan tâm đến tuổi của gia chủ bàn thờ là tâm linh thuộc về âm tính, mang tính chất hướng nội. Vậy nên hướng của bàn thờ nên đặt theo hướng dương tính để cân bằng âm dương, các hướng dương tính nên đặt bàn thờ gia tiên như hướng Tây Bắc, đây là hướng tượng trưng cho mặt trời mọc. Gia chủ nằm trong các tuổi, Thân, Khỉ, Tý, Chuột, Thìn, Rồng thì nên đặt phương vị đặt bàn thờ ở cung Thìn, hướng Đông Nam, cung Tý, hướng Bắc, cung Mão, hướng Đông, chủ nhà thuộc các tuổi hợi, Mão, Mùi thì phương vị đặt bàn thờ, khám thờ là cung Mùi cung tý cung mão gia chủ là các tuổi tị dậu sửu thì nên lựa chọn phương vị đặt bàn thờ là các cung sửu hướng bắc cung mão hướng đông vị trí đặt bàn thờ phù hợp cho nhà cao tầng hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển hiện đại điều kiện sống và tiện ích cũng khác ngày trước vậy nên cấu trúc không gian ngôi nhà cũng ngày càng hiện đại hơn các gia chủ ở nhà cao tầng cần có cách sắp xếp bàn thờ gia tiên phù hợp với nhà cao tầng thì nên đặt bàn thờ ở tầng cao nhất hoặc tầng thượng đối với nhà cao tầng hơi nhỏ hẹp thì nên đặt bàn thờ trên tầng cao nhất hoặc ở tầng thượng đây là vị trí thoáng đẳng hơn vì có khoảng sân rộng rãi đồng thời cũng là nơi đủ chỗ để nhiều người tập trung lại lễ tổ tiên nhân dịp dỗ hoặc lễ tết tuy nhiên cũng có nhiều nhà không đặt bàn thờ trên cao vì như vậy sẽ gây ra nhiều khó khăn trong đi lại để chăm lo hương khói lau dọn bàn thờ đối với người lớn tuổi nhưng thực tế việc đi lên đi xuống một ngày vài lần cũng giống như tập thể dục nhẹ không có gì nặng nhọc cả vị trí đặt bàn thờ chuẩn phong thủy cho căn hộ chung cư đối với những căn hộ chung cư nhà trệt thì có thể gắn bàn thờ gia tiên liền với phòng khách gia chủ cần lưu ý không nên làm bàn thờ quá cao hay quá thấp hãy làm vừa vặn để tạo nên sự ấm áp trong sinh hoạt gia đình những lưu ý khi đặt bàn thờ gia tiên trong nhà bàn thờ gia tiên nên được bài trí thờ cúng trang nghiêm không ưu tịch vì bàn thờ là nơi kết nối nhiều thế hệ tạo nên sự gần gũi và giáo dục truyền thống ông cha tổ tiên giúp lưu giữ nếp sống tốt đẹp của gia đình khi đặt bàn thờ gia tiên trong nhà thì nên đặt theo đúng quy tắc phong thủy theo phong tục từ xưa sau đây sẽ là một số lưu ý gia chủ cần thực hiện khi bài trí bàn thờ gia tiên phải luôn luôn giữ cho bàn thờ gia tiên sạch sẽ nơi thờ cúng gia tiên cần được lau dọn sạch sẽ thường xuyên và gia chủ nên thắp nhang mỗi ngày để tạo nên sự ấm cúng Linh thiêng, không nên đặt bàn thờ quá cao hoặc quá thấp. Bởi vì nếu đặt bàn thờ quá cao sẽ gây ra khó khăn trong việc thờ cúng. Còn nếu đặt bàn thờ quá thấp thì sẽ làm cho bàn thờ thiếu đi sự tôn nghiêm. Trang trọng, gia chủ nên luôn làm sạch sẽ bàn thờ trước tiên và lau dọn bàn thờ một cách chu đáo, cẩn thận. Nên sử dụng khăn sạch và chổi sạch, nước sạch để lau dọn bàn thờ. Nhằm thể hiện lòng kính hiếu và thành tâm với gia tiên khi kê bàn thờ gia tiên nên tránh vị trí cửa sổ và lối đi lại khi đặt bàn thờ gia tiên chủ nhà nên tránh kê bàn thờ ở dưới cửa sổ bởi vì theo quan niệm phong thủy thì điều này sẽ làm thoát khí và khiến chủ nhà không gặp may mắn trong trường hợp diện tích ngôi nhà quá khiêm tốt thì cần đặt bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa vào nhà hoặc đặt bàn thờ tại vị trí có nhiều người quan sát nhìn thấy và nên cần có rèm che phía trước và hai bên bàn thờ là nơi linh thiêng và cần sự yên tĩnh Vậy nên không đặt bàn thờ ở lối đi lại ồn ào để tránh hao tài tán lộc và những điều không may, nên tránh đặt bàn thờ gia tiên ở dưới cửa sổ hoặc lối đi lại, ngoài ra cũng không nên đặt phòng thờ gia tiên ở ngay cạnh hoặc ở dưới phòng trẻ em hay nơi vui chơi, giải trí trong nhà. Vì như vậy sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng, trang nghiêm cho không gian thờ cúng. Không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm hoặc nơi thiếu sạch sẽ, bàn thờ gia tiên là nơi cao quý là linh thiêng trong nhà nhưng có nhiều trường hợp không để ý và chọn không gian hẹp để kê bàn thờ gần nhà tắm hoặc nhà vệ sinh tuy nhiên gia chủ nên lưu ý tuyệt đối không được kê bàn thờ gần nhà vệ sinh phòng tắm hay khu vực ô nhiễm như cống thải nơi rửa chén vì những vị trí như vậy sẽ làm ô uế không gian thờ cúng linh thiêng nếu nhà của bạn có không gian nhỏ hẹp thì có thể chọn vị trí đặt bàn thờ ở nơi cao nhất trong nhà nên đặt bàn thờ gia tiên tránh xa những nơi không sạch sẽ những yêu cầu cần có khi đặt bàn thờ gia tiên, cần chú ý cách bày trí bàn thờ gia tiên thì gia chủ cần chú ý bày trí vật phẩm thờ cúng như sau, bát hương nên được đặt ở chính giữa bàn thờ, đây là đồ vật cần thiết, quan trọng trên bàn thờ. Nên đặt bát hương với số lẻ 1, 3, 7 và 12. Nên sử dụng cho sạch được đốt từ rơm trà thơm để đầy bát hương, cây vàng khối nên đặt ở trên bàn thờ và đặt thấp hơn bát hương. Đặt lọ đựng hương ở bên phải bàn thờ gia chủ nên thắp nhang thường xuyên và thắp đèn bàn thờ để đảm bảo nơi thờ cúng luôn được sáng sủa sạch sẽ giúp thể hiện sự tôn kính của gia chủ với tổ tiên đồng thời giúp thu hút được năng lượng dương cho gia đạo bố trí ánh sáng phòng thờ phù hợp phong thủy trong phòng thờ nên bố trí ánh sáng tùy thuộc vào không gian và tiện ích của phòng gia chủ nên bố trí ánh sáng bàn thờ phù hợp phong thủy tạo sự ấm cúng sau đây là quy tắc chung khi bố trí bàn thờ gia tiên không nên sử dụng bóng đèn có màu tối, u ám trong phòng thờ để tránh gây cảm giác lạnh lẽo. Phòng thờ phải tạo được sự ấm cúng và trang trọng. Không nên treo đèn chùm có kích thước lớn. Để tránh làm mất cân đối không gian căn phòng, không nên bố trí ánh sáng đèn trong phòng thờ ở hướng chiếu thẳng vào người ngồi lễ cúng, tránh bố trí đèn điện có quá nhiều màu sắc khác nhau trên bàn thờ gia tiên. Để không làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nơi thờ cúng cách sắp xếp vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ gia tiên việc bài trí đồ đạc trên bàn thờ gia tiên là rất quan trọng mỗi đồ vật như ngai thờ khám thờ đỉnh hương đèn cầy, ảnh thờ bát hương lọ hoa tất cả đều cần được đặt đúng vị trí với những ý nghĩa riêng biệt sắp xếp vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ gia tiên theo đúng vị trí và quy tắc có sẵn mỗi gia đình khác nhau có thể sẽ có những điều kiện tín ngưỡng khác nhau trong việc thờ cúng gia tiên tuy nhiên Thông thường thì chúng ta nên đặt như sau, bát hương nên đặt một hoặc ba bát hương trên giữa bàn thờ. Bát hương ở giữa là thờ chung thần linh thổ địa, bát hương hai bên là thờ gia tiên và thờ bà cô, ông mảnh, phía sau bát hương bài trí di ảnh thờ, phía trước bát hương đặt ba chén nước sạch. Và bố trí hai để trái cây hoặc để trầu cau, lọ hoa tươi hoặc tiền vàng mã ở hai bên. Ở hai góc phía ngoài thường có đèn dầu hoặc nến, chủ nhà nên sử dụng hoa tươi để thờ cúng như hoa cúc, hoa huệ hoa lây ơn hoa đào hoa mai hoa đồng tiền hoa hồng